Quý vị nghe kỹ đi nha. Thiền có phải là phương tiện để giúp cho ta tăng trưởng trí tuệ để có hành xử một cách có ý thức trong cuộc sống để giải quyết vấn đề sinh tử luân hồi. Tóm tắt lại vậy phải không? Dạ. Hiểu chưa? À, phải cho quý vị ở đây hiểu rõ. Cái sinh tử luân hồi, đầu tiên chúng ta đi sinh tử luân hồi, nó sinh nè. Thì nó phải tử, mà hết tử rồi á, mà nếu ở cái chỗ này nó không có lý do gì thì nó đi luôn đó. Chấm dứt, nó không có lý do, tức là không có duyên, không có duyên nữa nó chấm dứt. Phải có duyên thì nó sanh nữa, mà nhiều người thì họ gọi là tái sanh, đại khái như vậy, có sự hiện hữu trở lại, thân chó thân mèo cũng là sự hiện hữu trở lại. Thế thì hễ có sanh thì phải có tử, kể cả ý nó sanh nó cũng sẽ mất, mình phải hiểu điều đó. Và nếu mình không hiểu, mình sẽ tạo nên cái sự thèm muốn, sự khao khát, sự dính mắc, và tất cả những sự dính mắc ở trong quá trình sanh tử này này nó là dính mắc. Mẹ dính mắc thì thích, tức là ái, cho nên thiền là cái gì? Thiền ở đây á, do chữ bà ba nè, hồi xưa đó cái người đầu tiên đó đi làm từ điển, ông không biết chữ thiền ra sao, ông hỏi cái ông hòa thượng Ấn Độ, cái ông đó thì không biết tiếng Anh, hỏi thiền là sao, cái chữ bà ba na này nè, thì ông ấy làm gì không, ngồi xuống nhắm mắt lại, thì cái ông viết ra cái quyển từ điển đó thì ông gọi là thiền, tiếng Anh ấy gọi là meditation. Quan sát tất cả những cảm xúc sinh ra ở nơi thân, ở trong thân, ngoài thân, những phản ứng của nội thân, của ngoại thân. Trời nóng ta cảm giác như thế nào? Trời nóng ta có nhiều, ta có cảm giác, rồi ta lập tức ta có phản ứng. Một là ta mở máy lạnh, hai là ta mở cửa sổ, ba là ta mặc cái áo mỏng một chút. Tùy cái cách của mình xử lý là đều do cái tư cách, nhân cách của mình mà mình xử lý trong cuộc sống. Đúng vậy, cha mẹ vợ chồng anh chị em mình có nhiều cách xử lý tùy theo nhân cách của mình. Người có nhân cách cao khi bị chửi không cãi cọ, cười thế à xong. Người á sống bình thường á, cãi tới cùng vợ chồng cũng cãi nữa, tôi đúng ông sai, ông đúng bà sai, và cứ như thế cãi cọ. Thế thì nó do cái sự thiếu hiểu biết, mà thiền đó nó tạo cho mình cơ hội để cho mình nạp thêm năng lượng, giống như là cái máy điện thoại nó sạc pin luôn. Hàng ngày chúng ta mắt tai mũi lưỡi thì chúng ta tiêu hao năng lượng, nhìn nghe ngửi nếm nó đều có phản ứng, phản ứng tức là nó mất đi năng lượng, đi đứng nằm ngồi nó phản ứng mất đi năng lượng, cho nên ta phải ăn phải uống để nó có năng lượng. Nhưng nếu thiền á là chúng ta nhắm mắt lại không còn mở mắt, mà nếu có mở mắt thì Đức Phật nói sau khi ngày chứng đắc là trong một giây chúng ta có 17 tỷ, 17 tỷ cái sự rung động ở bên ngoài nó thông qua mắt tai mũi lưỡi da, nó rung động vào trong cơ thể chúng ta 17 tỷ, để nó nuôi cái não, tại vì cái não nó cần sự rung động, nếu cái não không có sự rung động là não chết.
Thế khi ngồi thiền đó là chúng ta đóng cái bên ngoài, đóng cái bên ngoài này, ngoài nó không tác động nữa, tức là tôi không quan tâm, tôi không thấy, không nghe nữa, mà tôi chỉ chú ý cái nhìn bên trong, là theo hơi thở nhìn bên trong. Thì cái não nó vẫn cần sống, nó vẫn cần 17 tỷ này nè. Thế 17 tỷ này ở đâu? Trong ký ức. Ký ức nhớ thương ghét buồn vui nó trồi lên. Cho nên quý vị ngồi, quý vị thấy cái này cái kia nó trồi lên, để nó tạo nên những sự rung cảm, cảm xúc ở trên não, để cho cái não sinh tồn. Mà thiền nó tạo trí tuệ là tại sao? Là tại vì mắt tai mũi lưỡi mình nhìn là đều theo cảm xúc mình tạo nên cấp pháp. Bây giờ đó, mình đóng mắt tai mũi lưỡi lại rồi thì nó lấy cái bên trong ra. Bên trong toàn là cái gì? Thương ghét buồn vui, thương con, thương chồng, những cảm xúc này kia, lúc mới đẻ con, rồi bây giờ lớn nó ngủ nghịch, cảm xúc mất, nhưng mà nó vẫn tiềm tàng ở trong đó. Thế khi mình ngồi thiền là 17 tỷ cái ở trong ký ức nó đem trồi lên để nó tiêu thụ, làm cho cái não trong một giây. Tại vì cái não trong một giây nó quen 17 tỷ rồi, 17 tỷ sự rung động rồi, thì nó bắt buộc phải có 17 tỷ đó, không có nó chết. Nếu không lấy được bên ngoài, lấy bên trong, kho dự trữ. Mà nếu chúng ta cứ tiếp tục thiền đó, thì những kho dự trữ này nó sẽ sạch. Mà nó hết rồi thì cái gì? Trong suốt. Thế là tuệ giác là trong suốt, không bị ngăn ngại bởi thương ghét buồn vui, được mất hơn thua vinh nhục, không còn nữa. Tại những thứ đấy chỉ là những cảm xúc dục lạc, sensual feeling. Mà nay nó dọn sạch sẽ rồi thì đương nhiên là cái kho dự trữ nó trống vắng, không có gì hết, sáng trưng à, như mặt trăng mà không có mây, thì nó trong suốt, nhìn thấy rõ. Chúng ta gọi là tuệ, nhưng thực sự là nó vẫn đó. Hãy có mây che ngang thì mình thấy mây à, chúng ta nói sao, mặt trăng tối không, khi mà mây nó che đó, chúng ta nói mặt trăng tối, mà thực sự mặt trăng đâu có tối, tại con mắt mình bị cái mây nó che. Cái mây chính là tham sân si phiền não, thích ghét, theo cảm xúc cũng là nó che. Bây giờ mình cứ ngồi thiền loại trừ cái này đi thì đương nhiên là nó trong suốt, bản chất nó trong suốt thì rõ ràng, rất đơn giản vậy thôi. Giống như cái áo dơ giặt ngoài, mà tùy theo cái tốc độ của mình giặt, 3 năm mới ngồi thiền một ngày, đừng mong là nó sạch sẽ. Mà nó phải liên tục một ngày, quý vị ăn 3 bữa thì cái tâm nó cũng đòi hỏi, nó được nuôi dưỡng 3 lần. Ngày ăn 4 bữa thì cái tâm nó phải đòi hỏi ăn 4 lần. Đó là lý do tại sao mà sư mở những cái khóa sư đấy, từ cái giờ 1 cho tới cái giờ thứ 2, một ngày 4 thời thiền. Mỗi cái này cách nhau phải khoảng 4 cho tới 5 tiếng thôi, không được hơn. Tại vì mắt tai mũi lưỡi mở ra, nó lại tiếp xúc cái mới, nó lại hết thiền. Nó ngồi thiền thì cái hiệu ứng của nó giống như uống viên thuốc á, nó có cái hiệu ứng của nó khoảng chừng 4 tiếng hồ. Nó còn nhớ chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Nhưng mà tới 6 tiếng rồi, bạn bè rủ anh lúc bây giờ anh xin lỗi anh đi heo, không còn chánh niệm nữa. Cho nên ta phải ngồi thiền ha, 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, khoảng cách nhau khoảng 4 tiếng đồng hồ. Và mỗi thời thiền không cần nhiều, tại vì để lắng động tâm tư và để không có tiếp nhận những cái nguồn cảm xúc thì tìm cái chỗ vắng vẻ mình thực tập đó. Chỗ này 30 phút thôi, 30 phút ngồi thiền, mà thiền cho đúng cách nó có lợi lạc hơn. Nó cũng đúng cách là phương tiện, mà cũng như bác sĩ vậy đó, nó chữa bệnh. Mà nếu đúng cách thì nó chữa rất giỏi, nhẹ nhàng. Bác sĩ không có biết công thức để làm rườm rà, cho nên chỉ cần 30 phút mà chúng ta cũng hiểu được cảm xúc đó. Và khi nó thiết lập được cái cảm xúc, hiểu rõ cảm xúc, có tuệ ở đây rồi, thì trong 4 tiếng hồ này nó có chánh niệm. Mà sau 4-5 tiếng hồ rồi, nó lại trở lại cái cũ, nó theo quán tính, nó lại vẫn thích ăn, thích ngủ, thích nam nữ,
Nhưng mà trong nó liên tục như vậy đó, cách nhau 4 tiếng 5 tiếng hồ thôi, thì nó thiết lập được chánh niệm và nó nhàm chán, nó thấy rất rõ ăn chỉ để phục vụ cái thân chứ không phải ăn để đi toilet. Có chánh niệm mới biết rằng tôi ăn để đi toilet, còn không chánh niệm là ăn để phục vụ cảm xúc, nghĩ rằng tôi ăn là để cái thân này cần ăn, cái đó là sự sai lầm. Các thức ăn đưa vào đều đưa ra toilet hết, chỉ có những chất dinh dưỡng sinh tố, chất khoáng nó mới hấp thụ vào trong máu và trong tế bào thôi. Bây giờ có xào nấu chiên mùi vị cho thỏa mãn cái lưỡi thôi chứ nó đi ra toilet hết. Nếu chúng ta có ý thức tức là ăn để mà chết thì là chúng ta đã thiết lập chánh niệm, mà ăn để chết thì chỉ có phải ngồi thiền nó thiết lập, mà không thể nào á một năm cứ đợi cái ông sư về tới ngồi á có 30 phút nó không ăn thua gì hết. Mỗi ngày quý vị đều phải làm, nếu không được không được 30 phút trong thời thiền này vì công ăn việc làm thì chắc chắn quý vị sẽ có những cái giờ rảnh 10 phút. 10 phút đó rảnh rỗi làm gì? Uống cà phê, nói dóc với bạn bè, đọc báo, lướt TikTok vớ vẩn, vi phạm thời giờ mà chúng ta sanh chỉ có một lần. Tại sao chúng ta không huân tu cái thiền này nè? Cứ 10 phút rảnh làm, 10 phút rảnh làm, 10 phút rảnh làm. Một ngày á, có những người ở đây á, họ không làm gì hết á, từ sáng tới tối họ rất là rảnh, nhưng bảo ngồi thiền họ không chịu thiền, lăng xăng làm đủ mọi thứ á. Tức là chúng ta đang phục vụ cảm xúc dục lạc để rồi chúng ta sẽ tự luân hồi. Nếu chúng ta biết được như vậy thì những cái bất cứ giờ nào rảnh là ngồi thiền. Tại sao những vị mà tu sĩ chân chính đó là giờ rảnh là ngồi thiền, giờ rảnh là ngồi thiền không bỏ trễ, tại vì sanh có một lần. Mà nên nhớ tài sản quý nhất của quý vị là cái gì? Tài sản quý nhất là cái gì trong đời quý vị nè? Tài sản không phải là tiền nhiều, không phải là con đông, không phải là chồng thương, không phải là chức vụ lớn, không phải nhà lớn, mà là thời gian. Thời gian mất rồi không kiếm được. Hồi trẻ nó khác, bây giờ già rồi muốn quay trở lại trẻ cũng không được nữa, mà biết là mình sắp chết rồi. Thời gian qua đi không lấy lại được, mà chúng ta đang lãng phí một cái tài sản quý giá nhất là thời gian. Thay vì chúng ta ngồi thiền để chúng ta giải quyết cái 17 tỷ để ứ động ở trong cái tâm thức á, cho nó sạch sẽ, làm càng nhiều nó sạch sớm, và sạch sớm thì nó có tự giác, cái nó không ưa thích nữa, nó thấy rất rõ nó nhàm chán, nhàm chán sanh tử, nó không còn sanh, không còn tử. Tại vì sanh tử chỉ là cảm xúc dục lạc, ngoài cảm xúc dục lạc không có gì hết. Cho nên khi chúng ta thiền là để chúng ta dẹp đi những cái cảm xúc đang tồn kho, vứt ra hết, cho từ thiện hết, rồi xong sinh ra tuệ giác. Tuệ giác nhìn thấy nhàm chán, thân còn không có nữa, từ từ rồi sẽ thấy thân chỉ là cái thùng phân di động biết đi, mà nói vậy thôi. Chứ sư ơi, sư nói vậy hoài nhưng mà tối con không có cái thùng phân thứ gì nằm kế bên con ngủ không được. Con biết con là thùng phân, nhưng mà không có cái thùng phân thứ gì ấy, nó nằm kế bên con ngủ không được. Lạ vậy, không biết xấu hổ. Tức là người đó chưa nhàm chán, còn thấy rằng cái sự đụng chạm nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi vẫn là thỏa thích. Cẩn thận à, con nó lại nó ôm cái mình thích thú rớt chứ không cần nó chồng. Con nó lại nó ôm mà mình thấy có con, tức là có cảnh giới nè, có cảm xúc nè, thích thú nè, dục lạc. Kiếp này mẹ con, kiếp sau vợ chồng, đừng có đùa đấy. Cho nên thiền á là nó cho mình trong từng sát na, nó giúp cho mình á là lắng đọng tất cả, vì nó tiêu thụ những cái pháp bất thiện ngủ ngầm ở trong tâm sạch sẽ. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú mới nói thiền sanh trí tuệ, không thiền không trí tuệ. Phật dạy rõ ràng vậy. Mà thiền không phải là chỉ có ngồi, đi đứng nằm ngồi. Đức Phật dạy giống như là cái nhà nó đã lợp mái, mưa không thể dột được,
Khi mắt tai mũi lưỡi đã được quản lý thì tôi nhìn mà tôi chỉ thấy cái nhìn này. Tôi biết đó là do năm uẩn nó tương tác, nhìn như nhìn, tôi không có dính líu tới cái ông này cái bà kia hay là món đồ này món đồ kia. Tôi có cảm xúc dục lạc, tôi cũng chạy theo cảm xúc dục lạc. Không phải vì người ta đưa 500 lượng vàng rồi tôi thấy tôi quý cái người này, rồi cái người kia đưa cái cục file là tôi chê người kia, không có. Tôi thấy không, này nó nhìn như nhìn, nó không có dính líu tới tôi. Thì đó là tu. Mà khi nào á người ta nói cái gì mình thấy thích thú, mình phải quan sát liền cái gì đang sinh ra trong tôi, chứ đừng quan sát nội dung của người ta. Người ta chửi, người ta khen, quan sát liền trong tâm. Tôi đang có tham, tôi đang có sinh, tôi đang thích thú, tôi muốn nghe nữa, ta khen cái, rồi sao nữa, rồi sao nữa. Tào lao vậy, tức là ta đang phục vụ cảm xúc dục lạc để tiếp tục đi tái sinh. Nghe, khen, thế à? Tôi biết cô đang khen, nhưng mà tôi không có dính mắt. Cho nên thế à? Đơn giản, nhẹ nhàng, phủi. Và như vậy nó không có tiếp thu vào trong cái kho lưu trữ những cái pháp bất thiện để rồi tái sinh. Nó sạch hết rồi đâu còn năng lượng. Xe mà hết xăng làm sao? Đứng lên. Quý vị hằng ngày thông qua mắt tai mũi lưỡi đổ xăng vào, xăng ghét, xăng thương, xăng hận, xăng thích, xăng đủ mọi thứ. Nên xe tiếp tục chạy nữa. Cái vũ trụ á, nó chỉ có sinh với diệt thôi. Và diệt để rồi sinh. Tại vì diệt nó còn có cái ước muốn. Và những cái ước muốn được kết tạo bởi những sự phản ứng thích hoặc không thích về những cảm xúc mà nó phải đối diện. Cả một cái vũ trụ này quy luật của vũ trụ nó điều hành đó, nó rất là công bằng và nó rất là yêu thương. Nó công bằng, nó yêu thương, nó không có phân biệt. Và trong thuật ngữ của Kinh Thánh ấy, nói là Thượng Đế. Thượng Đế là tình yêu, ta là tình yêu, ta là lẽ sống, ta là đường đi, ta là sự thật. Kinh Thánh nói vậy, Kinh bên Thiên Chúa Giáo nói vậy. Bên Kinh Phật ấy, thì ngày nay quy luật của vũ trụ nó là nhân quả, làm thì nó sanh ra vậy thôi. Mà không vì vậy các vị Phật từ chối giúp đỡ người. Các ngài vẫn yêu thương, các ngài vẫn bình đẳng. Dẫu là người ta giết cũng vẫn không oán hờn. Ngài Mục Tiền Liên bị chém nát thay, ngài không giận ai hết. Tại vì ngài biết tất cả các pháp đều vô duyên. Phật ngữ nhà Phật gọi là duyên, nhưng mà nó là những điều kiện cần thiết để cho cái pháp nó hình thành. Trong cơ thể chúng ta có xịt, thịt, xương, máu, mủ, rồi là thức ăn, nước uống, hơi thở. Cần bao nhiêu cái ta không biết, cả tỷ tỷ cái điều kiện để cho ta sinh tồn. Nhưng chỉ cần một điều kiện không có thôi là ta chấm dứt. Hơi thở mà chấm dứt là cái thân này bỏ đi. Tức là các pháp đều do duyên sanh, nhiều yếu tố nó mới thành ra một pháp. Con người là một pháp, nhưng mà chỉ cần một yếu tố biến mất là toàn thể nó mất đi hết. Đấy. Nếu ta nhận biết được như vậy thì ta sẽ trí cái đầu tiên là thời gian. Ba điều mà ta phải ghi nhận: thứ nhất, chắc chắn là phải chết, không ai mà từ chối nữa. Tôi không chết. Ngoài trừ có những cô mà còn trẻ đẹp, người ta còn đam mê, người ta ưa thích này kia, nhưng dân dẻ còn chưa chết đâu sư, chắc chắn là phải chết. Điều thứ nhì, chết không biết lúc nào, không biết ở đâu. Đừng nghĩ rằng mình còn sống tới ngày mai, và đừng nghĩ rằng mình chết là có quan tài. Qua kỳ Covid đó, chết không biết lúc nào, không biết ở đâu. Nhưng mà qua kỳ Covid rồi, con người ta nó không có sợ nữa, nó tiếp tục nó sống cách vô thức, thỏa mãn những cảm xúc ăn uống. Và cái điều thứ ba, khi chết rồi cái thân này bỏ,
những mối quan hệ liên quan tới cái thân này cũng bỏ luôn, tiền bạc, vợ chồng, nhà cửa, yêu thương ghét bỏ hết. Trong cái não chúng ta đó, đây là cái phần cái não chúng ta đó, thì chúng ta nhìn một cái việc gì thì cái việc này đưa vào trong con mắt nó lật ngược lại, nó giống như máy camera nó lật ngược lại rồi cái đưa lên tín hiệu lên trên cái não. Mà nếu ở trên não có cái phần thức như hồi nãy sư trình bày nó đã có rồi thì nó nhận biết đây là cái bút, đây là cái bàn, mà đến từ xưa đến giờ nó chưa có nhìn được, nó không biết, tức là nó phải có cái trên não. Phật ngữ nhà Phật đó nói cái này đó là sắc, tức là hình dáng, nhưng mà nó này là bên ngoài, sắc ngoài. Cái mà làm cho ta đau khổ để cho ta phản ứng là cái ở bên trong này này, cái mà nó lật ngược lại này. Nó ở trong cái bóng bạc này, nó rung 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 đưa lên não, đưa lên não. Cái này là cái sắc, cái này cũng là sắc, nó giống nhau, nhưng mà cái này gọi là ngoài, cái này gọi là trong. Chúng ta đau khổ vì cái trong này nè, chúng ta không phải đau khổ vì cái ngoài. Tại vì cái trong này đó, nó kết tụ bởi thọ, tưởng, hành, thức. Nói luôn nè là cái ấn tượng bên ngoài đưa vào bên trong, nó tạo thành ấn tượng, rồi ta cảm xúc thích và ghét, rồi ta tưởng tượng thêm qua âm thanh ánh sáng, rồi ta hành xử lại, ta ghép những cái mảnh vụn vụn lại thành ra một bức tranh theo ý của ta về cái đối tượng này, để rồi ta hành xử, ta chọn cái cách hành xử, và khi ta chọn cách hành xử nó đưa vào trong cái nhớ, rồi nó tiếp tục hành xử như vậy. Con ta mà nó lại nó ôm ta thì ta thọ khác, ta tưởng khác, là ta vẽ lên cái kiểu khác để rồi ta hành xử. Chồng ta cũng người đàn ông, bây giờ con ta nó lớn rồi, nó cũng thức táo, chồng cũng thức táo, hai thằng đàn ông nó lại nó ôm mình á, cảm giác của mình khác. Đừng nói con tôi thì nó ôm tôi thấy giống như chồng ôm, rồi chồng ôm đừng nói thấy giống như con ôm, phải không? Thế cái gì làm cho mình sự phân biệt đấy chính là cái tâm đấy, cái nhớ. Mà nếu mình vô thức thì tất cả nó chỉ là cảm xúc, con ôm cũng cảm xúc, chồng ôm cũng cảm xúc. Mình đặt tên á, ở đây là chồng, đây là con, nhưng mà nó chỉ là cảm xúc. Vẽ có cảm xúc thì có phản ứng, thích hoặc ghét. Con mà nó quậy quá nó lại nó ôm, cũng không ưa. Chồng mà đi uống rượu nó có bồ dí, nó về nó ôm cũng không thích. Đấy, thế thì tại sao lúc mới quen nhau thích ôm, mà rồi ổng đi ổng có bồ dí rồi ổng về lại không cho ổng ôm? Đấy, tức là những cái sự mà thông qua thọ này, hoặc là thọ khổ, không có cái tưởng sự nhận thức, nó vẽ lên, nó chọn lựa, trong cái hành này nó có chọn lựa phản ứng như thế nào. Mấy phản ứng như thế nào thì đều có nhân quả. Phản ứng tiêu cực thì có cái quả của tiêu cực, phản ứng tích cực thì có quả của tích cực, và nó ghi lại trong cái thức, tức là cái biết. Và ở trong cái biết đó, ở trong kinh thánh đó, thì nói là sự biết này đều công bằng, không phân biệt. Thì cũng như trong duy thức học cũng nói cái biết nó làm chủ, tức là nó không có phân biệt đây là nam nữ, đây là con, nó chỉ là sự biết nơi cảm xúc, sự nhận biết và phản ứng, nó lưu trữ lại để chuẩn hóa cái cách hành động, để thoát ra khỏi tạo nên những cái
cái bất thiện ở trong thức, để Đức Phật đưa ra bát chánh đạo, tức là tám cách để mà mình rửa sạch những cái uế trượt, những cái suy nghĩ sai lầm, nó gọi là bát chánh đạo. Thực sự ra là 10 á, nhưng mà có điều cứ nói là 8 đi, bát chánh đạo. Bát chánh đạo này vẫn cần phải thiền, tại vì thiền nó mới trợ duyên để thực hành được bát chánh đạo, mới có chánh niệm. Mà nó cũng giống như chúng ta đó, cho tới ngày hôm nay quý vị mỗi người chắc chắn là ăn mấy chục tấn gạo rồi, nhưng mà mỗi bữa ăn ba chén ăn, cho tới ngày hôm nay cộng lại là mấy chục tấn. Có nghĩa là các pháp mà chúng ta thực hành nó tuần tự, nó cứ từ từ nó thêm vào. Cho nên đó, thiền đó, nó giúp cho mình để mình nhận biết, mình bớt đi, mình kiểm soát được cái chỗ này này, cái chỗ hành này. Nó thọt lúc nào nó cũng thọt là khó chịu dễ chịu à. Chồng nói một câu, nói sao bữa nay em đẹp quá. Có khi mình dễ chịu, có khi mình khó chịu, chứ không phải lúc nào ông khen mà mình dễ chịu đâu. Nhưng mà thay vì mình nghe cái nội dung của ổng nói, cái lời nói tức là sắc ngoài, thì ta quan sát cái bên trong này nè, tức là cái thọ này nè, ta đang thọ, thọ là tức là ta bị phỉnh, bị lừa, thì lập tức ta sẽ hành xử có trí tuệ. Nếu hành xử có trí tuệ mà cao thượng, ta cười thôi, không nói gì hết, biết ông này ông nói xạo rồi. Ông sắp sửa ông lấy tiền mình, ông đi cho gái, nhưng mà ông cũng khen mình đẹp để cho mình thích, mình đừng có rầy ông. Hay là ông lỡ có cô nào đó rồi, nhưng mà ông vẫn khen mình đẹp để cho mình khỏi rầy ông. Là chúng ta có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ thì ta phải có cái cách. Đức Phật đưa ra bát chánh đạo. Bên Thiên Chúa giáo thì phải tĩnh tâm, không? Phải sám hối, đủ các cái nghi thức. 10 điều răn phải chấp thủ. Thì bên này cũng vậy, y như vậy thôi, chẳng có gì hết. Những công thức tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường. Ở bên Ấn Độ, tại vì nó giết chóc những con thú vật nhiều để mà cúng cho những cái thần linh vô lý mà nó không biết, cho nên Đức Phật đã đừng sát sanh. Ở bên trời Tây á, thì Chúa Giêsu nói chớ giết chóc, vì con nào, bất cứ con vật nào cũng tham sống sợ chết. Thì nó cũng giống vậy thôi, tại vì những cái hành động ấy trong một cách vô thức đều gây ra đau khổ cho người khác. Và cái quan trọng là ta thỏa thích đam mê trong những cảm xúc gây đau khổ cho người khác. Ta ưa thích làm cho người khác đau khổ, làm cho con vật khác đau khổ, thì đó là pháp bất thiện mà ta không biết. Đấy, cho nên trong đời sống hàng ngày, ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nói năng, nhất là trong thân bằng quyến thuộc, nói năng làm sao để đừng gây đau khổ cho người và gây oan trái. Ta thích ta nói, nhưng mà ta không cần biết người đó có đau khổ hay không, thì đó là vô thức tạo nên cái địa ngục. Cho nên đó, tôn giáo đạo cũng vậy, chỉ giải quyết tới cái vấn đề của cái vũ trụ này và cái duyên nguyên yếu tố nào tạo nên. Và khi mình thấy được yếu tố đó rồi, mình không muốn có cái cảnh giới đó, cảnh giới địa ngục đó, thì đừng tạo duyên. Mà một trong những cái duyên đó là ý nè, ý tôi sanh khởi, ý vô thức, thì lập tức điều chỉnh cái khẩu, rồi tôi sẽ nói bậy, nói thương tổ. Còn nếu cái ý này mà trong sạch nhờ thiền, tôi có tuệ giác, lúc này không nói được lúc khác, đúng. Mà nói đúng như thế nào để có lợi lạc, thì cái khẩu này nó trong sạch, tôi nghe cái thân này nói. Cho nên Chúa Giêsu cũng nói, ta đọc hết tất cả những ngôi thờ, ngôi nhà đền thờ ở dưới đất, ta sẽ xây ở trên cảnh giới thiên đàng. Đức Phật cũng nói vậy. Chùa chiền hồi thời Đức Phật không có tượng Phật, không có cất chùa. Sau này người ta thờ ngài, ta cất chùa, ta làm kiểu này kiểu kia, mỗi nước mỗi khác. Đức Phật không có tượng Phật, không có chuông ngõ,
không có kinh Đức Phật giảng vậy này cho người ta hiểu, để ta thấy ở đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của cái khổ, để rồi tự người ta tập chuyển hóa. 20 người ngồi đây mà nếu có một người thôi mà hiểu được cái lý duyên khởi này á, rồi thực hành được là cũng hạnh phúc rồi. Nhưng mà không, giờ tới giờ ăn này. Đó, thực tế nó chết ở cái chỗ này nè, nó chết ở cái chỗ này nè, nó xây dựng cái địa ngục, cái cảnh giới súc sanh. Khi nghĩ tới ăn là lập tức miếng miếng chảy, nó vẽ ra cảnh giới trong đầu. Ồ, cái món ăn này, món ăn kia, cùng cào. Đó là những cảm xúc dục lạc, sensual feeling, tức là cảm xúc của súc sanh. Thân là người, nhưng mà đang cảm xúc như súc sanh và muốn phản ứng như súc sanh. Thì chưa hết, còn mơ nữa, chút xíu nữa. Anh Sâm á, cho ăn ngon lắm. Ngon cũng đi toilet chứ. Heo nó cũng thích đồ ăn ngon, mình cũng thích đồ ăn ngon, mình có khác gì con heo. Mà mình sống lúc nào tư tưởng của mình cũng như heo thì sẽ làm heo đó, rất đơn giản. Cho nên sự ý thức nó quan trọng. Mà ý thức chỉ là bước đầu thôi, nó như viên gạch đầu tiên của cái bậc thang có thể xây dựng trên cái tập thánh đạo này. Tập thánh đạo là kiến tạo một nhân cách, xây dựng nhân cách tốt lành từ cái nhân cách bình thường, đơn giản vậy. 10 điều răn của Thiên Chúa cũng vậy, xây dựng từ cái chỗ con người sinh sát nhau, con người sống với nhau như súc sanh, trở thành ra con người cao thượng. Nói chung ra các tôn giáo chỉ là sự chuyển hóa về sự nhận thức để chúng ta hành xử làm có lợi mình, lợi người, sống một cách cao thượng. Có nghĩa là sao? Tái phối trí lại cách sống, đơn giản không? Nhưng mà thiền đó, nó giúp cho mình nhận biết cái gì cần phải làm, cái gì cắt, cái gì thêm trong cuộc sống. Tôi phải thêm cái này, thêm ngồi thiền, tôi cắt bớt giờ ra, tôi ngồi thiền, tức là thêm. Nhưng mà muốn có cái chỗ thêm này mà 24 tiếng hồ thì tôi phải cắt bớt cái khác. Xem tivi nè, nói chuyện phù phiếm nè, đi ra vỗ đầu mấy con chó nè, giờ dẹp mấy cái đó đi. Tới giờ đó tôi phải ngồi thiền, phải có kỷ luật. Cây nó cũng phải cần tưới nước, mà nếu mình không tưới nước thì cái cây nó héo, nó chết. Cái tâm mình cũng vậy, thế tự chọn.